Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Bắc Bộ đang trong thời điểm những ngày cuối tháng 3, nhưng khối không khí lạnh dồn xuống lần này có cường độ khá mạnh. Bằng chứng là ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì tốc độ gió đo được tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã lên tới mức là 14 cho tới 15 m trên giây. Cùng với hoạt động của khối khí lạnh này thì trên tầng cao còn xuất hiện sự tồn tại của một rãnh gió Tây. Do vậy mà trong những ngày tới thì khu vực sẽ xảy ra mưa rào và dông, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, vào thời điểm mưa thì cũng tập trung là đêm và sáng. Mưa có khả năng là kéo dài đến khoảng ngày 24, nhưng mà cũng sẽ có xu hướng là thu hẹp dần về diện và lượng. Tại các tỉnh đồng bằng và vùng ven biển thì hình thế chi phối thời tiết chủ yếu đó là trường gió đông đến đông nam ẩm từ biển thổi vào, nên là tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù cũng sẽ quay trở lại và xuất hiện nhiều vào đêm và sáng. Về tình hình nhiệt độ, do khối khí lạnh lần này có cường độ khá mạnh nên sẽ khiến cho nền nhiệt khu vực giảm xuống khá sâu, thậm chí tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ còn hạ xuống ở mức đó là rét đậm. Tuy nhiên thì cùng với sự ổn định dần của khối không khí lạnh thì bắt đầu từ ngày mai, nền nhiệt khu vực sẽ có xu hướng là nhích nhẹ trở lại. Chẳng hạn như là tại thủ đô Hà Nội thì trời chỉ còn rét sâu vào ngày mai với nhiệt độ ở vào khoảng là 18 độ. Nhưng mà đến ngày Chủ nhật thì sẽ tăng lên ở mức là 20 độ. Và thứ hai tuần tới thì nhiệt độ có khả năng còn lên tới mức là 25 cho tới 26 độ, trời sẽ ấm lên đáng kể. Tuy nhiên do đang trong mùa nồm ẩm nên là nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi, dễ sinh đau khớp. Do đó mà rất cần giảm độ ẩm trong phòng để phòng phát sinh bệnh bằng các thiết bị hút ẩm, máy sưởi hoặc là máy điều hòa. Các chuyên gia y tế thì khuyến cáo là nếu bệnh nhân đang đau khớp thì không nên ăn đồ lạnh, cá đồng, ba ba, cà pháo vì sẽ gây nhức xương khớp. Nên ăn những món có gia vị xương sông, lá lốt như là chả xương sông, lá lốt để có thể phòng bệnh. Trở xuống miền Trung, trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh tiếp tục gây mưa diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế. Trong ngày mai thì mưa sẽ tiếp tục lan dần xuống khu vực là Quảng Nam và cho tới tận Bình Định, Phú Yên. Sang đến 2 ngày sau thì thời gian mưa sẽ tập trung nhiều hơn vào đêm và sáng. Mưa xuống khiến cho nền nhiệt độ giảm khá nhanh. Tại Nghệ An và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ khác thì ngày mai nhiệt độ chỉ còn phổ biến ở mức là từ 18 cho tới 20 độ. Những ngày sau đó thì mưa cũng sẽ giảm dần, ban ngày thì có lúc hửng nắng nhẹ và nền nhiệt tăng dần trở lại, mỗi ngày tăng thêm khoảng từ 2 cho tới 3 độ. Riêng với các tỉnh cực Nam Trung Bộ, thời tiết không có sự biến chuyển nhiều, có chăng thì sẽ là nhiều mây hơn vào thời điểm đêm và sáng. Ngày thì nắng và ngưỡng nhiệt dao động ở mức là từ 28 cho tới 30 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết đã bắt đầu có sự thay đổi. Trong những ngày tới thì nền nhiệt sẽ tiếp tục có xu hướng là giảm dần ở khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên sẽ đạt ở mức là từ 29 cho tới 31 độ. Còn ở Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng là từ 30 cho tới 32 độ. Tại các tỉnh miền Đông thì cũng chỉ còn một vài điểm đạt ở ngưỡng là từ 34 cho tới 35 độ. Trên biển, ngày mai thì gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và cả khu vực Bắc của Biển Đông bao gồm có quần đảo Hoàng Sa thì hoạt động mạnh dần lên ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, gây biển động. Đồng thời thì khu vực Vịnh Bắc Bộ còn có xuất hiện mưa rải rác. Từ chiều tối ngày 21 đến ngày 22 thì phần phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và khu vực từ vùng biển Bình Thuận tới Cà Mau, gió cũng mạnh dần lên ở mức là cấp 5, có lúc là cấp 6, giật trên cấp 6 và biển động. Tàu thuyền đang hoạt động ở các vùng biển trên cần phải hết sức lưu ý. Như vậy là mưa rét sẽ còn tiếp diễn trong dịp cuối tuần này tại Bắc Bộ, ảnh hưởng xấu tới các kế hoạch sản xuất vui chơi ngoài trời. Tới đây thì bản tin thời tiết cuối ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.